Rất vui được gặp lại quý vị tại Việt Sử Toàn Thư. Tạm xa rời những câu chuyện chiến tranh, trong những ngày cuối năm, hãy cùng Việt Sử Toàn Thư tìm hiểu về một số nét truyền thống độc đáo của dân tộc. Và hôm nay là đôi đũa. Đôi đũa là hình ảnh rất đỗi quen thuộc trong mâm cơm của gia đình Việt. Đôi đũa không chỉ là dụng cụ được sử dụng trong bữa cơm hàng ngày, mà còn mang nhiều ý nghĩa trong đời sống văn hóa ẩm thực. Người Việt các miền đều có nét văn hóa ẩm thực dân tộc độc đáo riêng biệt, nhưng có một điểm chung là chúng ta đều dùng đũa. Miền Bắc xưa thường lấy lũy che làng, nên người dân lấy thân che già để làm đũa. Miền Nam lại được che chở bởi những tán dừa, nên người miền Nam dùng chính cây dừa để làm nên đôi đũa. Hãy bắt đầu với hành trình tìm hiểu lịch sử và ý nghĩa của đôi đũa trong văn hóa Việt ngay sau đây. Lịch sử ra đời của đôi đũa. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu của phương Tây, các nhà sử học Tây phương nói rằng đũa là loại hình thuộc văn minh Trung Hoa, văn minh đũa. Đôi đũa được phát hiện sớm nhất là một cặp kim loại trong triều đại nhà Thương khoảng năm 1600 đến năm 1046 trước công nguyên, được khai quật tại địa điểm khảo cổ Ân Khư, được phát minh vào khoảng thời gian cách đây từ 3.000 đến 5.000 năm. Đũa đã trở thành nền văn minh, bộ mặt của cả một nền văn hóa rộng lớn gồm nhiều nước châu Á. Tuy nhiên, khác với các nghiên cứu của sử học phương Tây, nhiều nghiên cứu khác lại chỉ ra những người thuộc nền văn minh lúa nước mới chính là những người đã phát minh ra đũa. Nhiều sử gia và học giả Trung Quốc như Lương Khải Siêu, Khang Hữu Vi, Quách Mạc Nhược đã thừa nhận rằng tổ tiên người Trung Hoa xưa đến từ phía Tây lưu vực sông Hoàng Hà với nền văn minh nông nghiệp khô, trồng kê, lúa mạch, tức là nền văn minh ăn bóc bằng tay mà không cần đến đũa. Theo cuốn sách lịch sử văn hóa Trung Quốc do Đàm Gia Kiện biên soạn, người Trung Quốc thời Tiền Tần không biết dùng đũa, họ dùng tay bóc theo đúng như tập quán của nền văn minh nông nghiệp khô trồng kê mạch. Họ chỉ bắt đầu sử dụng đũa kể từ khi kéo quân vào thôn tính phương Nam, vùng Đông Nam Á, là những vùng đất có nền văn minh lúa nước, điển hình là khối cư dân Bách Việt. Theo lời cố giáo sư Trần Quốc Vượng, động tác dùng đũa gắp thức ăn là mô phỏng theo con chim dùng mỏ để mổ và nhặt hạt. Mà trong nhiều câu chuyện cổ của Việt Nam ta, những biểu tượng như chim hồng, chim lạc đều được mô tả là loài có mỏ dài, chuyên dùng mỏ để mổ thức ăn. Bên cạnh đó, nền văn hóa gốc của Trung Quốc là du mục và nông nghiệp khô lại chọn các loài chim mỏ ngắn làm vật tổ như chim ưng, kền kền, đại bàng, tức là những loài chim ăn thịt, không có tác động dùng mỏ nhặt hạt. Thêm một bằng chứng cho việc đũa đã xuất hiện từ sớm trong văn hóa người Việt, đó là một chi tiết trong câu chuyện cổ tích Trầu Cau. Khi cô gái dọn cơm cho hai anh em Tâm và Lan, cô đã cố tình chỉ dọn một đôi đũa để thử xem ai nhường người kia ăn trước thì là em. Theo bối cảnh lịch sử của Trầu Cau thì câu chuyện ra đời từ thời vua Hùng Vương, tức là trước cả thời nhà Tần và trước khi chịu ách đô hộ 1.000 năm Bắc thuộc, đôi đũa đã hiện hữu trong văn hóa của người Việt. Vậy là theo nhiều bằng chứng, dù chưa thể khẳng định người Việt đã sáng tạo ra đũa, nhưng có thể nói rằng đôi đũa được phát minh ra từ nền văn minh lúa nước và đã tồn tại song song với văn hóa người Việt ta trên 4.000 năm lịch sử, trở thành biểu tượng cho một nền văn minh lâu đời và đáng tự hào. Chính đôi đũa đã lâu dài trong lịch sử ấy mà kho tàng văn học dân gian Việt Nam có khá nhiều nội dung liên quan đến đôi đũa tre thân thuộc, sâu sắc trong văn hóa ứng xử và đạo đức của tiền nhân. Kêu gọi hợp quần để tạo sức mạnh vì không ai có thể bẻ một bó đũa. Đừng vội vơ đũa cả nắm là trách người không thấu đáo. Làm ăn đối xử với nhau thì cho có đầu có đũa. Ý nghĩa sâu sắc của đôi đũa trong văn hóa truyền thống. Có một câu chuyện nổi tiếng kể rằng đôi đũa được phát minh bởi Hoàng đế Trung Hoa huyền thoại Hạ Vũ. Trong suốt khoảng thời gian đất nước bị đe dọa bởi lũ lớn, vì quá bận rộn với công việc xây dựng hệ thống đê điều để kiểm soát nước lũ, vua Hạ Vũ không thể dành thời gian gặp vợ con hay ngồi xuống ăn một bữa ăn tươm tất. Một lần khi được nhân công đưa đến một hòn đảo, ông bắt nồi nước để nấu thịt, sốt sắng muốn lấp đầy dạ dày và trở lại với nhiệm vụ hơn là đợi cho nồi thịt nguội. Ông bẻ vài cành cây và gắp thịt trực tiếp từ nồi nước nóng còn đang sôi. Những người đi theo cũng bắt chước mà thế là đôi đũa ra đời từ đó. Đôi đũa được phát hiện sớm nhất là một cặp kim loại trong triều đại nhà Thương khoảng năm 1600 đến năm 1046 trước công nguyên, được khai quật tại địa điểm khảo cổ Ân Khư.
việc ăn bằng đũa dần dần trở nên phổ biến hơn. Người ta thường cắt thực phẩm thành miếng nhỏ trước khi nấu để tránh sử dụng dao trên bàn ăn, điều được xem là thô lỗ. Khổng Tử, nhà triết học Trung Hoa sống thế kỷ 6 trước Công Nguyên, nổi tiếng với câu nói rằng người đàn ông nho nhã không cho phép có dao trên bàn ăn của mình. Đôi đũa phản ánh mối liên hệ giữa con người và trời đất. Về tự nhiên, đôi đũa giải thích các yếu tố của triết học Trung Hoa, đặc biệt là các nhị phân âm dương. Hai chiếc đũa phải được dùng như một cặp, với một chiếc làm trụ, còn chiếc kia di chuyển để gấp thức ăn. Điều này phản ánh sự am hiểu về âm dương tương ứng các yếu tố thụ động và chủ động, hình thành nên một tổng thể vận động không ngừng. Hình dáng chung của đôi đũa thường là một đầu vuông và một đầu tròn, tượng trưng cho đất và trời trong văn hóa người Trung Hoa cổ xưa. Ý nghĩa này có nguồn gốc từ bát quái, một tập hợp các nguyên tắc sử dụng trong bói toán. Ngón tay nằm ở giữa, tượng trưng cho con người được nuôi dưỡng bởi trời và đất. Vì tượng trưng cho sự hòa hợp giữa trời và đất, nên đũa được coi là vật mang điềm lành, thường được gói kèm vào các hồi môn để chúc phúc cho các cặp đôi mới cưới. Theo truyền thống Trung Hoa, chiều dài tiêu chuẩn của một chiếc đũa là 7 thốn, một thốn bằng 3,33cm và 6 phân, một phân bằng 3,33mm. Điều này là đại diện cho thất tình lục dục đề cập trong đạo lý của Phật giáo. Khi cầm đũa đúng cách, các ngón tay tự nhiên đặt vào 3 vị trí, ngón cái và ngón trỏ lên cao, ngón đeo nhẫn và ngón út dưới thấp, còn ngón giữa nằm giữa hai chiếc đũa. Tóm lại, điều này tượng trưng cho nguyên lý truyền thống của người Trung Hoa xưa về trời, đất và con người. Ngón tay út và ngón đeo nhẫn hỗ trợ nhau dưới thấp đại diện cho đạo của đất hay sự hợp tác của những người sống trong cõi âm. Ngón cái và ngón trỏ đại diện cho tính linh hoạt và ổn định hay luật lệ trên thiên thượng. Ngón giữa tượng trưng cho vị trí khó khăn nhưng danh giá của quốc vương, theo truyền thống được gọi là thiên tử, người phải đồng thời đáp ứng nhu cầu của người dân và tuân thủ đạo đức của pháp luật. Người Trung Quốc xưa tin rằng có tồn tại mối liên hệ giữa thiên thượng và con người. Niềm tin đó như thấm nhuần vào văn hóa và cuộc sống, từ những nghi lễ tín ngưỡng được tổ chức trong triều đình đến các phong tục dân gian truyền lại từ thế hệ này sang thế hệ khác trong người dân. Thưa quý vị, đối với người Việt thì đôi đũa không chỉ là một vận dụng mà mang đến trong cả triết lý sống, tình nghĩa gia đình. Đôi ta làm bạn thong dong như đôi đũa ngọc nằm trong mâm vàng. Đôi đũa còn là hình ảnh ẩn dụ về tinh thần đoàn kết, là sức mạnh nội lực thể hiện truyền thống yêu trẻ, kính già của người Việt. Theo tục lệ thì mỗi bữa cơm trong gia đình Việt, người nhỏ tuổi nhất thường có nhiệm vụ so đũa cho cả gia đình và trước tiên phải so đũa cho người lớn tuổi nhất trong nhà hoặc cho khách quý, sau đó mới lần lượt cho các từng thành viên trong gia đình. Khi ăn, người lớn tuổi cầm đũa thì người trẻ tuổi hơn cầm sau. Điều này như thế thể hiện sự tôn trọng, phép tắc giữa người trên kẻ dưới trong mỗi gia đình Việt. Chất liệu phong phú và đa dạng. Từ xa xưa thì việc sử dụng đũa trong ăn uống rất phổ biến và thông dụng. Chính vì vậy mà chất liệu làm nên cũng không kém phần phong phú và đa dạng. Có thể kể đến chất liệu kim loại, vàng, bạc, nhôm thường được vua chúa quan lại thời xưa sử dụng. Một phần để phân biệt giai cấp, phần khác có dụ ý để thử độc trong đồ ăn khi nhìn thấy đôi đũa bạc đổi màu. Đôi đũa còn được làm từ những chất liệu là nhựa, thiên nhiên, tre, trúc, dừa ở nước ta. Việc tận dụng thiên nhiên trong ẩm thực được áp dụng một cách toàn diện, từ những thực phẩm hàng ngày đến dụng cụ ăn uống. Hình ảnh chiếc đũa tre trong bữa cơm hàng ngày luôn gần gũi và gắn bó với mâm cơm gia đình. Đũa cả. Đôi đũa cả, vật dụng không thể thiếu trong bữa cơm gia đình người Việt, được vớt từ thân tre mộc mạc. Tre được chọn làm đũa cả thường phải là tre già, nếu làm bằng tre non thì đũa sẽ không để được lâu và dễ bị mọt. Người Việt dùng đũa cả để đảo khi sôi cơm và để xới cơm. Ngày nay, việc sử dụng phổ biến nồi cơm điện, đôi đũa cả không còn giữ được vị trí quan trọng như trước, nhưng nó vẫn chứa đựng những nét đẹp về văn hóa trong gia đình người Việt. Bởi vật dụng quen thuộc, nhỏ bé, mộc mạc là thế, nhưng chứa đựng trong đó không ít những triết lý sâu sắc về lễ nghi gia đình, nề nếp nhà của mỗi người. Chính vì vậy mà chỉ cần quan sát cách xới cơm cho các thành viên trong gia đình của các bà, các chị, thì thấy ngay được nề nếp, trật tự, sự lễ phép của con cái đối với bố mẹ, ông bà và vợ đối với chồng. Quy tắc dùng đũa của người Việt. Người Việt Nam có những phong tục dùng đũa khá giống với người Trung Hoa. Khắp nơi trên đất nước Việt Nam, người ta đều ăn cơm bằng đũa. Lâu dần, dùng đũa ăn cơm không còn là một thói quen tiện dụng hàng ngày, mà đã trở thành một nếp văn hóa, tạo ra những cách ứng xử mang tính nhân văn sâu sắc.
Mặc dù đũa ngã, đũa ngọc là quý, nhưng đũa tre là vật dụng quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày của tất cả các gia đình người Việt. Trong văn hóa dân gian, đôi đũa xuất hiện nhiều trong các bài hát, trong các câu thành ngữ, tục ngữ. Ông cha ta đã dùng đôi đũa để thể hiện triết lý bình đẳng cân xứng trong hôn nhân như vợ chồng như đũa có đôi, thể hiện tình cảm gắn bó không thể thiếu giữa vợ và chồng. Hoặc để ví hai vợ chồng không cân xứng với nhau về địa vị và hình thể, người ta nói ví dầu chồng thấp chồng cao như đôi đũa lệch so sao cho vừa, hoặc vợ dại không hại bằng đũa vên. Người Việt cũng có các quan niệm về đũa khá đặc biệt. Trong mỗi bữa cơm gia đình, người dưới phải so đũa đều rồi chia từng đôi đũa cho người trên. Nếu vô tình nhận được đôi đũa lệch, người ta thường có cảm giác không vui, giống như mình bị người khác xem thường vậy. Thông thường chỉ khi nào bố mẹ cầm đũa thì con cái mới được cầm sâu, chủ nhà cầm đũa rồi mới đến khách. Điều này thể hiện gia đình có gia giáo. Trong lúc ngồi vào mâm cơm, người lịch sự thì không cầm đũa chọc vào món ăn. Làm như thế sẽ bị cho là kém văn hóa. Cũng không được dùng đũa đảo đều các món ăn để tìm lấy phần ngon nhất. Phong cách ăn uống có giáo dục là gắp thức ăn vừa đủ cho vào bát, tiếp đó mới ăn. Thêm vào đó, người ta còn tránh trao đũa cho nhau. Họ đặt đũa lên bàn chứ không đưa thẳng vào tay người nhận. Người ta quan niệm đưa thẳng như vậy sẽ xích mích với nhau. Người ta cũng tránh việc vừa cầm đũa vừa chan canh vào cơm. Một vấn đề tế nhị khác là trong khi ăn uống, không được dùng đũa để chỉ trỏ hay chọc ghẹo nhau, vì điều đó tạo không khí thiếu nghiêm túc. Trong bất kỳ tình huống nào, cũng không nên dùng đũa để gây ra một hành động phản cảm. Theo tập quán của người Việt, khi cô dâu về nhà chồng hoặc chú rể về vợ, sẽ được ưu tiên dành quyền chia đũa cho mọi người, rồi mời ông bà, cha mẹ, anh chị em dùng bữa. Qua cách dùng đũa trong bữa ăn, ta cũng có thể nhận thấy ngay những kẻ thô tục, phàm phu bằng câu gắp thức ăn mời khách mà không dở đầu đũa. Người Việt Nam tế nhị nên luôn ý thức rằng dở đầu đũa gắp cho khách là thể hiện sự tôn trọng, lịch sự. Việc cứ để đầu đũa đang ăn mà gắp cho khách, nhất là những người kỹ tính, có thể gây khó chịu cho họ. Ngoài ra, đôi đũa còn được là xem thể hiện của tính tập thể, tính cộng đồng trong sinh hoạt văn hóa. Bó đũa mang biểu tượng của sức mạnh đoàn kết, nó thể hiện trong chuyện ngụ ngôn, câu chuyện bó đũa, nói về sức mạnh của sự đoàn kết trong cộng đồng. Trong cuộc sống thường ngày, người Việt còn đặc biệt kiêng kỵ với hiện tượng bị gãy đũa, ném đũa, vì nó thể hiện sự không may mắn. Với người Việt Nam, đôi đũa là hình ảnh một nét văn hóa lâu đời, cần được trân trọng và phát huy. Như vậy, văn hóa dùng đũa có nhiều điểm thật phong phú và thú vị. Quan niệm văn hóa dùng đũa cũng như cách dùng đũa của mỗi nước lại có những nét tương đồng, vừa lại khác nhau. Tuy nhiên, về bản chất, văn hóa dùng đũa có thể được hiểu chung. Nó không chỉ đơn thuần là việc giúp người ta ăn sao cho tiện, cho ngon, nấu món ăn sao cho hợp khẩu vị, mà còn làm cho bữa ăn thi vị hơn, qua bữa ăn mà gần gũi, gắn bó nhân ái với nhau hơn. Đất nước đang trên đà hội nhập và phát triển, ẩm thực Việt cũng dần được tiếp thu những nền văn minh mới. Nhưng hình ảnh đôi đũa bình dị và mộc mạc luôn được chú trọng trong gia đình Việt. Bởi đôi đũa bình dị vẫn khoác lên mình ý nghĩa sâu sắc về đời sống con người từ lúc sinh ra cho đến khi trở về với đất mẹ, với mối quan hệ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con cái, anh em. Đó chính là bản chất của văn hóa ẩm thực Hà Đông.